sau khi mà dì hai đó điện qua A Xin yêu cầu A Xin là xóa đi cái clip mà hôm qua là cái công bố số tiền là 4 tỷ 530 triệu. Thì đây là một trong những cái thì bản thân tôi cũng cảm thấy là vô cùng bất ngờ. Không biết là bên chỗ dì hai đang có bị một cái thế lực nào hay không mà nó chèn ép hay là nó hăm dọa gì hay không, mà dì hai lại có những cái động thái là yêu cầu xóa cái clip. Cái clip này là một trong những cái bằng chứng sống để cho cộng đồng mạng, tất cả bà con mà yêu thương cái sự thật, để lên một cái tiếng nói để mà ủng hộ cho dì hai. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều mạnh thường quân họ cũng là tiếp tay cho dì hai trong cái giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, tôi không biết vì cái một cái lý do gì, có bị hăm dọa hay là có bị một cái sức ép nào hay không mà dì hai lại quyết định là yêu cầu A Xin phải là gỡ cái clip đó xuống. Tuy nhiên đó, tôi nói vấn đề đây, dù cái clip đó A Xin gỡ xuống nhưng tất cả là bà con cũng đã lưu lại rồi. Đây là một trong những cái là nó rất cái như là xác thực. Những cái chứng từ anh em đặt lên, ai là người nhận thì anh em cũng đã đưa lên. Và cũng chính dì hai cũng là một trong những người cũng đã chia sẻ những cái khía cạnh. Trong đó có những cái vấn đề mà chúng ta cũng đã nghe rất rõ. Hợp đồng luật sư, tuy nhiên là không có luật sư tới gia đình để làm việc. Đây là một trong những cái nó mờ mờ ảo ảo. Vấn đề thứ hai là trong quá trình người bí ẩn đi làm việc thì gia đình không có một cái kết quả gì. Những lúc mà hỏi về cái sự vụ như thế nào thì chỉ có nghe chửi và cái nhiệm vụ là chỉ là đưa tiền. Cái vấn đề thứ ba, chính chị người bí ẩn này cũng đã nói với dì hai hãy bỏ 1 tỷ ra nữa đi, rồi một tháng sau rồi kiểu như là người bí ẩn sẽ cho mượn 1 tỷ để trả nợ. Nhưng đến bây giờ tất cả đều là không. Cái vấn đề thứ tư, chính bản thân anh Vũ cũng đã từng chia sẻ những lúc mà đi chung với là cái chỗ mà người bí ẩn thì anh Vũ không có thể liên lạc được với bất kỳ ai, chỉ trừ khi là trốn ra toilet hoặc là trốn ra ngoài đường đó mới có thể là liên lạc được. Còn khi mà cô người bí ẩn này cô biết là liên lạc được với ai thì nói thật sự cô cũng không để cho anh Vũ được yên. Cái nhiều lúc thì anh Vũ đang ngồi trên xe đi chung, nhưng mà nói thật sự anh cũng muốn là rớt xuống xe để đi bộ về cho nó yên cái thân. Tôi hỏi quý bà con, đi giúp một con người mà gia đình của người ta là gia đình bị hại, gia đình người ta cần biết rõ là cái nguyên nhân dẫn đến cái chết của con em mình. Thế thì bây giờ tôi hỏi ngược lại cái chỗ người bí ẩn, cái số tiền mà gia đình bỏ ra cho chị đến bây giờ chị sử dụng vào cái vấn đề gì? Chị cũng phải nên giải trình rõ cho kể như là bên dì hai. Chị phải giải trình rõ cái số này và những lần mà gọi là bốc mộ bốc đồ đó, cái số tiền như vậy chị đã đi đưa cho ai, và tại sao cái sự việc đến bây giờ đó vật mộ là vẫn chưa, nhưng tiền là đã xem như là không cánh mà đã bay ra khỏi túi của dì hai hết rồi. Hợp đồng luật sư bây giờ ở đâu? Chị cũng phải nên là trình bày ra. Cho nên xin thưa quý vị, khi mà lúc chiều tôi nghe những cái mà chỗ người bí ẩn chia sẻ ở kênh Lợi Nguyễn, tôi cảm thấy là vô cùng bức xúc. Có thời gian tôi sẽ phân tích từ cái vấn đề mà cái chi tiết mà nó âm mưu của là cái chị người bí ẩn trong cái đoạn clip mà lúc chiều đó là chị cũng đã lên cái kênh của Lợi Nguyễn chị chia sẻ. Và tối hôm nay đó cũng có nhiều bà con muốn ý kiến lắm quý vị, cho nên tôi cũng chia sẻ một chút rồi để cho bà con ý kiến. Vì bà con nói thật sự khi mà nghe câu chuyện này ai cũng bức xúc cả. Đó. Những cái mà người bí ẩn cũng đã gọi là giá trăng ở cộng đồng mạng là bà con cũng đã biết rồi, từng hứa sẽ cho Kim Linh đi du học, đến bây giờ ở đâu, kết quả như thế nào, tất cả là một con số không. Bây giờ chị lên trên kênh Lợi Nguyễn chị bảo rằng cái vấn đề này chị sẽ đi tới cùng, trừ khi gia đình của chị Kim Hà là yêu cầu dừng cuộc chơi thì chị mới dừng. Cái này là một trong những cái là cái bẫy chị đang dâng ra rồi. Cái vấn đề đây bây giờ đó, chị lên chị nói là bây giờ từ đây trở về sau là chị không còn lấy số tiền nào của từ gia đình nữa, mà bản thân chị phải đi tìm cái sự thật. Tôi hỏi quý vị, bây giờ tiền của dì hai đâu còn ở đâu mà lấy?
người ta cũng gọi là mang tất là tứ cố vô thân rồi, chuẩn bị là trở thành một trong những người vô gia cư rồi. À, tiền ở đâu nữa mà lấy? Tại sao từ trước giờ tất cả các danh mục mà chị chi vào cái gì đó, à, chị đã cho gia đình biết hay chưa? Chị chưa cho gia đình biết thì người ta có quyền, người ta khiếu nại, người ta có quyền, người ta hỏi. Chị bảo rằng cái sự việc của Kim Hà đó, là không phải là tự tử. À, sự việc của Kim Hà không phải là tự tử. Xin thưa quý vị, cái vấn đề đây đó, à, chị đã có những cái gì, có kết quả gì làm việc hay chưa? Mà tại sao chị không cho gia đình biết mà đến hôm nay đó, à, đến hôm nay chị bảo rằng, à, chị về để chị tranh thủ, chị gặp gia đình để mà ba mạch một lời, đến bây giờ chị gặp chưa? Hay là chị có những cái mà hăm dọa gia đình, chị đòi khởi kiện coi như là những người mà đăng tải cái clip lên? Trừ khi nào đó mà chị không nhận số tiền đó thì chị mới đi khởi kiện người ta, vì người ta đang vu khống cho chị. Chứ còn chị nhận số tiền đó là bản thân chị có nhận, nhưng mà dùng cái việc chi thì chị không rõ ràng, người ta vẫn được quyền đặt cho chị một cái dấu hỏi, đúng không? Chị nhận tiền của người ta, chị dùng cái việc chi, người ta vẫn đặt cho chị một dấu hỏi là chị dùng đồng tiền đó chị đi làm chi và chị xử lý vấn đề gì, trong khi đó không phải là tiền của chị mà tiền của người ta. Chị nên nhớ điều này, người ta được quyền yêu cầu hay không? Để cộng đồng mạng thấy thắc mắc hay không? Mà chị lên không gian mạng, chị còn có những cái sự gọi là chị cho cộng đồng mạng á, à, là theo cái vấn đề là cái ngắm dài cổ ra để chờ cái cổ tôi bây giờ nó như con cò rồi. À, bây giờ nó dài lắm rồi quý vị. À, từ lúc mà nói thật sự, ngày xưa tôi tin chị này. À, ngày xưa tôi thấy chị này nói, tôi cũng nghĩ rằng nói thật sự đó, bản thân tôi cũng giống như là tất cả quý vị thôi. Khi mà cái gia đình của chị Kim Hà cần một cái người mà để mà đứng ra giúp đỡ, à, thì chị này xuất hiện, thì xin thưa quý bà con, ai cũng cảm thấy là phấn khởi cả. Bản thân quý vị cũng vậy, mà bản thân tôi cũng vậy. Vì sao? Mình thấy là những người thân cô thớ cô như gia đình chị Hà, mà có một người kiểu như là ân nhân như vậy, giúp như vậy, tôi cứ nghĩ rằng giúp miễn phí, cao lắm là tốn những khoản chi phí như ăn ở đi lại thôi quý bà con. Chứ còn nói thật sự mà tốn cả tiền tí như vậy, nói thật sự bản thân tôi khi tôi nghe vấn đề này giống như nói thật sự tôi rơi từ hành tinh khác xuống. Nên nhớ rằng gia đình của chị Kim Hà là một gia đình bị hại. Mà bây giờ dùng cái số tiền mà cái như là nói thật sự gần 5 tỷ bạc, một con số mà những người như bản thân dì hai là cũng là nói thật sự cũng chạy vậy tứ tung. Bản thân như người bé ăn phải biết vấn đề này chứ. Đấy. Mình vô mình giúp người ta mà tại sao phải là tiêu tốn một khoản tiền như vậy? Đây là nó thật sự có phải là giúp hay không? Hả? Mình giúp người ta mà yêu cầu gia đình người ta phải chi ra một số tiền là gần 5 tỷ bạc thì cái này có phải là giúp hay không? À, kết quả bây giờ như thế nào? Tất cả là mơ hồ. Mà chị còn đòi đi tiếp. Chị còn đòi lên cộng đồng mạng tránh qua bây giờ đó. Chị lên không gian mạng là chị đã trấn an lại cái dư luận, trấn an lại cộng đồng. À, chứ thật sự ra đó tôi đã không còn cái niềm tin nào với chị nữa cả. Chẳng qua bây giờ thật sự quý bà con á, ở đây tôi nói hai cái khía cạnh. Cái cạnh thứ nhất á, cái bản thân người bí ẩn này à, bây giờ lên mang chắc là xoa dịu cộng đồng, à, cũng tuyên bố rằng Hà không phải là chết vì tự vẫn, à, mà chết vì một nguyên nhân khác. À, đây là chị, đây cũng là đầm cái suy nghĩ của rất nhiều người trên cộng đồng mạng, để lấy một cái sự đồng cảm của cộng đồng mạng. Khi mà người ta có sự đồng cảm như vậy rồi, chị này mới có những cái chiêu bài tiếp theo chị ta nói. Bà con thấy không? Bắt đầu chị nói là chị sẽ đi tiếp cái vấn đề này, à, đi tiếp vấn đề này. Mà cái kết quả như thế nào, cái thời gian như thế nào thì chắc anh chúng ta vẫn còn đang đợi, đúng không? Chị đi đến khi nào? Đến khi mà dì hai chết đi, hay là đến khi mà bé Linh á, nó có cháu ngoại hả? Chị đi đến khi nào? Đến bây giờ gia đình người ta không còn khả năng nữa rồi, mà chị đi đến khi nào? À, bây giờ chị có những cái chứng từ gì mà để thể hiện rằng chị bỏ cái số tiền là gần 5 tỷ bạc đó để chị đi lo cho cái sự vụ của chị Kim Hà hay không? Chị có hay không? Đó, người ta đưa tiền cho chị là có đó, còn chị chi phí vào cái công chuyện đó, chị có hay không? Chị có cái chứng từ nào chị chứng minh vấn đề đó hay không? Chị bảo rằng là chị khi chị lên cộng đồng mạng ở đây là một cái sự sơ sót của chị. Tôi nói đây là một cái sự chú ý của chị, không có sự sơ sót. Chị nhận cái nhiệm vụ, chị nhận bất kỳ giúp đỡ một ai, chị phải có cái trách nhiệm. Chị đừng có nói bây giờ lên chị xin lỗi cộng đồng mạng, bà con
hết sức thông cảm cho tôi. Vì đây là một cái sự sơ sót, tôi xin thưa quý bà con, đây không phải là sự sơ sót mà kỹ là vô ý, đây là sự sơ sót có chú ý. Cái tâm lý bây giờ tôi vẫn biết là tâm lý của dì hai, bây giờ bỏ ra một số tiền lớn rồi quý bà con, mà bây giờ mà ì xèo ra nữa thì bây giờ đó, cái tâm lý những người nông dân mà, tâm lý những người mà ăn chắc mặc bền mà, người ta cái làm ra 1 triệu thật sự quý bà con nó cũng cực kỳ khó khăn, mà muốn chi đây là cái gần cả 5 tỷ bạc. Cho nên cái tâm lý dì hai bây giờ nếu mà nói mà nó lớn hơn nữa đó thì biết bao giờ mà lấy được lại tiền, trong khi đó là mình đã giao hết cho người ta rồi, những cái tài sản cuối cùng cũng đã giao rồi. Cái niềm tin của dì hai bây giờ với chị người bị ẩn tôi nghĩ nó cũng không có còn đâu, nhưng mà vì cái số tiền đã bỏ ra rồi, bây giờ cũng phải là leo lưng cột, cũng phải là chấp nhận thôi, vì cũng tin vào những cái lời hứa mà cái như là nó hư ảo của người bí ẩn này. Tôi nói bây giờ đó, khi mà một anh luật sư mà anh nhận cái kèo này, anh nhận cái hợp đồng này à, thì cái việc đầu tiên là anh tới tận nơi à, nếu mà nói thật sự một luật sư mà người ta có tâm, người ta ký hợp đồng thật, cái việc đầu tiên là người ta để tới mà chia sẻ với gia đình à, một nén nhang gửi về cho chị Kim Hà. Người ta tới ít ra người ta cũng phát cho chị Kim Hà một nén nhang, rồi thăm hỏi gia đình để nắm bắt được những thông tin. Rồi người ta sẽ làm những cái đơn thư phản tố, tất cả là gia đình phải là người phải là thông qua, phải thông qua gia đình, mặc dù có ý quyền hay không ý quyền. Tất cả cái đơn thư mà bây giờ anh làm đó, vì anh là người được gia đình mà thuê mướn tới, nhưng mà cái nội tình bên trong là gia đình nắm rõ anh. Khi mà anh thảo ra một cái tờ đơn để mà anh đi phản tố hay là anh đi gửi cơ quan này ban ngành nọ, thì ít ra đó là gia đình của chị Kim Hà phải đọc qua để thống nhất cái nội dung này đúng hay sai, có tình tiết nào cần sửa hay không. Đúng quá vậy. Cho anh luật sư đó, thật sự anh có giỏi chứ nữa mà anh không biết tình tiết thì anh cũng thua. Đấy, cho nên đó, khi anh soạn bất kỳ một cái đơn thư nào để mà anh gửi đó, thì cũng phải có người của gia đình phải là chứng kiến cái đơn thư đó, là nội dung vậy đúng hay chưa, có cần thêm cái chi, bổ sung cái chi hay không. Lời văn là của anh nhưng cái ý là của gia đình đó, nên hiểu vấn đề này đó. Còn từ trước giờ như dì hai chia sẻ, không có thấy bất kỳ một ông luật sư hay là một cơ quan ban ngành nào mà tới để mà thăm hỏi gia đình. Thì tôi hỏi quý bà con, hợp đồng luật sư bây giờ cũng là mờ mờ áo áo, bảo rằng ngày xưa là anh Vũ Ký, bây giờ là cái như là bé Kim Linh. Xin thưa quý bà con, cái vấn đề đây là mình chỉ nghe nói thôi, chứ mình chưa thấy cái giấy trắng mực đen như thế nào. Chưa thấy giấy trắng mực đen như thế nào. Hôm qua tôi cũng nhận một cái tin nhắn của là một cái người nào, nó cũng là bí ẩn lắm quá vậy. Cũng là mang chắc là chía mũi dùi vô chỗ dì hai, bảo rằng là dì hai á, là cái như là cái kiểu giống là qua cầu rút ván. Mà tôi nói bây giờ dì hai đã qua cầu được đâu. Dì hai bây giờ nói thật sự cũng đang đứng giữa dòng đấy. Tôi nói bây giờ nước còn mạnh hơn nữa, nó còn nguy hiểm hơn nữa, chứ qua cầu đâu mà bảo rằng người ta qua cầu rút ván. Có một cái tin nhắn trên Zalo nạc danh bảo rằng dì hai là qua cầu rút ván. Tôi cũng xem mà tôi cảm thấy tôi buồn cười. Hiện bây giờ dì hai chưa được lên bờ luôn, chứ đừng nói là qua cầu. Dì hai cũng đang ở giữa dòng, đang một dòng thác gọi là cực kỳ gọi là nguy hiểm. Mà bảo rằng người ta qua cầu rút ván, tôi hỏi qua cầu cái chỗ nào? Qua cầu chỗ nào? Trong khi đó người ta vừa mất con, người ta mất cả tiền tỷ. Người mà đứng lên cộng đồng mạng tuyên bố giúp đỡ, bây giờ bà con thấy kết quả hay chưa? Chưa có kết quả. Mà bây giờ đó vẫn còn tiếp tục lên hứa hẹn tiếp, sẽ có một câu trả lời. Khi nào có câu trả lời? Vấn đề là người ta khi nào có câu trả lời? Năm nào, tháng nào, chỉ có câu trả lời. Chỉ có một cái mấu chốt, chỉ chốt lại cái mốc thời gian. Khi nào có câu trả lời trong cái sự việc của chị Kim Hà, để cho gia đình biết là con nên đi nữa hay không đi nữa. Và khi nào chị có cái gọi là cái bản gọi là giấy chi những khoản tiền mà chị lấy trong cái gia đình của chị Kim Hà. Chị đi, chị làm vấn đề chi? Chị giao cho ai? Những người nào đó bây giờ họ không thực hiện được cái trách nhiệm thì chị cũng phải thu hồi, đúng không? Khi chị đưa tiền cho ai, chị cũng phải có một cái lời cam kết. Người ta phải có lời cam kết với chị, tôi nhận cái này, tôi sẽ giúp chị cái này cái nọ kia. Nhưng khi mà nói thật sự chị không có cái vấn đề như vậy đó, là tôi nghĩ rằng thâu gia đình,
Tôi cũng nói thật sự, tôi cũng thấy là cũng quá tội cho gia đình của chị Kim Hà. Đấy, bây giờ người ta chung là cũng sợ rồi quý bà con. Người ta cũng sợ rồi, bên kia nó thật sự người ta nói bây giờ nhận một mớ tiền rồi. Bây giờ người ta nói chi mà gia đình không ngại. Ngại đây là mất cả tiền, mất tất cả là gia đình, là rú nhau ra ra đường thôi, chứ không còn cái chi mà báo hiếu đâu. Cái người ta vẫn còn đang cái mà gia đình của chị Kim Hà bây giờ mà cái như là nhún nhường chỗ bà bí ẩn này là cũng chờ lấy lại được tiền thôi. Cũng chờ lấy lại được tiền thôi, chứ thật sự trong cái này người ta không còn tin tưởng ở đâu quý vị. Vì bây giờ tất cả cha mẹ ông bà của bé Kim Linh đó, cậu với cậu của bé Kim Linh và bà ngoại bé Kim Linh, bây giờ tôi nói quý bà con đang tư thế chuẩn bị ra đường rồi. Bây giờ cái niềm tin của họ đang mơ hồ đó, là chờ bên kia là người ta trả tiền hay là cái chi mà người ta phản hồi tao. Tôi nói năm mơ hồ lắm thâu, xin thưa quý vị. Và nếu mà dì hai đó nghe được clip này, tôi nghĩ rằng đó phải nên làm một cái đơn thư tố giác, phải làm một đơn thư tố giác ngay ra cơ quan công an, rầu cái chi nó tới nó sẽ tới. Thà chấp nhận cái sự việc của chị Hà phải là đi lại từ ban đầu, đó là phải là làm một cái hợp đồng với là một cái cơ quan nào đó, một cái đơn vị nào đó. Đó, người ta vô bắt đầu là người ta vô đi lại từ đầu cho mình nó khỏe hơn bao nhiêu tiền. Đó, bây giờ tôi nói quý bà con, cái dịch vụ luật sư đầy, chỉ có anh luật sư anh tới giao hết ủy quyền cho anh làm cái vấn đề đó. Chứ còn tôi thấy là người bí ẩn này nó thật sự đã nhờ chị rồi mà chị lại dùng cái đồng tiền đó chị đi nhờ người khác nữa. Tôi nói là tính chất bắt cầu không có chơi, tính chất bắt cầu không có chơi. Đó, cái này tôi thấy là nó thật sự gia đình cũng nên đâm một cái đơn để mà tố giác vấn đề này, biết đâu ra công an hiện bây giờ đó, biết đâu ra công an cái sự việc của chị Kim Hà sẽ sáng tỏ, biết đâu ra công an đó sự việc của chị Kim Hà sẽ sáng tỏ. Cho nó thật sự quý bà con đó, cứ giao cho chị người bí ẩn này, tôi cảm thấy là rất quan ngại. Tôi là một người ngoài nhưng tôi có một cái sự nhìn nhận, một cái vấn đề khách quan là tôi đã không tin tưởng về cái chị người bí ẩn này.